Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã trở lại với kênh tin tức sâu Việt. Và ngay sau đây là bản tin Hứa Vĩ Văn và Ốc Thanh Vân gây ấn tượng với áo dài cách tân ngày Tết. Cặp đôi khoe vẻ duyên dáng thanh lịch trong tà áo dài cũng như có những giây phút trò chuyện thú vị về ngày Tết cổ truyền trong một chương trình truyền hình. Là một diễn viên kỳ cựu trong nghề, nhưng cái tên Hứa Vĩ Văn chưa bao giờ hết nóng đối với khán giả. Đặc biệt là sau những bộ phim cực kỳ thành công như Thần Tượng, Chàng Trai Năm Ấy và gần đây nhất là vai Minh Đức trong bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh. Hứa Vĩ Văn được đánh giá là một nam diễn viên điển trai, hào hoa, lịch lãm, nhưng hơn hết là tài năng diễn xuất và tinh tế trong cách xử lý tình huống của anh trong từng vai diễn. Khi nhắc đến trang phục truyền thống ngày Tết, Ốc Thanh Vân và nam diễn viên Hứa Vĩ Văn cùng gặp gỡ nhà thiết kế Huệ Hữu để nghe cô chia sẻ về ý nghĩa của chiếc áo dài trong những ngày này. Một bộ trang phục truyền thống với những thiết kế đơn giản, chất liệu dễ mặc sẽ là điểm nhấn trong những ngày Tết đối với các gia đình. Cả nhà có thể lựa chọn áo dài mặc chung với nhau để lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp trong ngày Tết. Các kiểu dáng, xu hướng mới và cách lựa chọn trang phục phù hợp với túi tiền sẽ là gợi ý tuyệt vời cho khán giả trong dịp đầu năm mới. Sau khi được chuyên gia tư vấn, cả Ốc Thanh Vân và Hứa Vĩ Văn đã quyết định chọn may cho gia đình những kiểu áo dài mới với màu sắc tươi tắn, hài hòa trong dịp Tết Bính Thân đang đến dần. Vốn được lòng người hâm mộ vì sự điển trai, phong cách lịch lãm, nhưng khi tham gia chương trình, Ốc Thanh Vân còn phát hiện ra anh chàng Hứa Vĩ Văn còn rất nhiều tài lẻ. Anh hầu như hiểu hết được ý nghĩa của từng loại trái cây, của mâm ngũ quả và chỉ trong thời gian ngắn, anh đã trang trí xong mâm ngũ quả cúng gia tiên ngày Tết với sự thán phục của Ốc Thanh Vân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.